chào cả nhà đã đến với kênh Chính Vlog. Hôm nay Chính Vlog nấu cháo sườn non giò heo cá lóc nấu cháo sườn non giò heo. Đây còn cá lóc khi rưỡi, cặp trứng chà bá luôn đó, còn cá lóc 1 ký sườn non, 1 ký giò heo, 2 miếng da heo, đây rau đắng, rau má, cháo cá lóc sườn non giò heo ăn kèm rau đắng rau má nha. Thêm một món nữa là thắt lát dồn cà chua, có nghĩa là nhồi cà chua đây đó. Ở đây mình có thắt lát với thịt lạc xay, 900g thắt lát, 300g thịt xay, 1,5 ký cà chua thắt lát nhồi cà chua, cháo cá lóc nấu sườn non giò heo da heo ăn kèm rau đắng rau má. Bắt nước sôi nè, mình cho gừng với củ hành tím vô, mình luộc xương tay giò heo, mình luộc cho nó sạch nha. 1 ký giò heo, 1 ký sườn non, cái nồi cháo này cũng ngọt bách lết bài lê luôn nha. Cho mình trộn cho nó sạch nha, cho nó ra cái chất dơ này hết, rồi mình đem qua mình rửa là nước sạch nha. Giờ mình vớt cái xương này ra nha, rất là thơm mùi gừng với củ hành tây, củ hành tím đó. Bây giờ mình đem vào bồn nước mình rửa lại nha, mình rửa lại nha. Bây giờ mình cho cái nồi nước này lên trước. Đây cái giò heo này nó trắng bóc luôn, ngon ghê, sườn non trắng phao luôn. Sườn này là sườn sụn không á cả nhà, sườn quá trắng luôn. Mình rửa lại một nước nữa nha, rồi mình để ra cho nó ráo nước. Cái nước bên kia mình bắt nó sôi rồi mình bỏ vô nha. Mình hầm cái này trước, rồi mình bỏ gạo vô sau, rồi mình để qua đây cho nó ráo nha. Đây còn cá lóc 1,5 ký. Bây giờ mình cắt khúc và mình ngâm đường nha. Bí quyết của cá lóc là phải ngâm đường, ngâm đường nó mới không tan nha, nó không mòi dòng nha. 2 muỗng cà phê đường, nước sắp sắp thôi, 3 muỗng cũng được, 3 muỗng cà phê đường. Mình quay cho đường nó tan ra, giờ mình chặt riêng nha nè. Đó, mình bỏ vô cái nồi nước đường, cặp trứng nè, cả nhà thấy cặp trứng không? Quá siêu to, siêu ngon luôn nè. Đây, cặp trứng. Đó, mình ngâm nước đường nha. Cái lóc thì mình bỏ bớt cái xương dâm này đi, bỏ bớt cái xương dâm cho nó bớt xương. Cái lóc thì mình cắt khúc chứ mình không có phi lê gì nha. Cái xương này là xương nhỏ nè. Mình cho cái xương nhỏ này nó ra nè. Kéo cái xương này lên. Cả nhà thấy cái xương nhỏ này không? Cái xương này là xương dâm không đó. Đây mình giúp xương râm nha. Giờ mình cắt khúc nè, mình cắt tầm khúc dễ ăn nha. Mình ngâm đường khoảng 15-20 phút thì cũng được. Thế cái nước này qua đây nha, cái nước này là nước đường, bỏ qua đây mình ngâm. Mình cho thêm 1 muỗng đường nữa nha. Đó. Bây giờ mình móc máu nó ra, móc hết mấy cái đường chỉ lên ra. Cá mà nằm sạch máu là nó không có bị tanh, quá ngon, quá sạch thôi cả nhà. Đó, mình ngâm cho nó sắp sắp nước này được tầm nửa tiếng cũng được, cho cá nó thấm rút vào cái nước đường, cá nó không bị hôi dông, không tanh, không hôi dông nữa. Giờ cái phần thắt lát, quá thắt lát mình ngọt thật chua nha. 1 củ hành tím băm nhuyễn, 1 bịch hành lá ngòn dí vô, 1/2 muỗng cà phê đường nha, 2 muỗng bé bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng canh nước mắm ngon, 2 muỗng bé tiêu, 1 ít mỡ, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm. Bây giờ đâm quết nè, quết cái hỗn hợp này cho nó đều ra, cho nó hòa tan với nhau nha. Đánh cái hỗn hợp này cho nó hòa tan với nhau hết, thơm quá thì thơm, thơm mùi ngòn rí, hành tím băm rất là ngon cả nhà. Bây giờ nước nó sôi nè, mình cho xương vô nha. Đó, mình cho giò heo vô trước.
nằm cho nó mềm đi, lát mình rang gạo không bỏ sao nha. Cái lóc lát mình cũng chiên sơ rồi mình bỏ vô nha. Cho hai củ hành tím đập dập vô nha. Giờ mình nhồi thắt lát xong rồi nè. Giờ mình nhồi vô cái cà chua nha. Thắt lát quá dai quá dẻo luôn cả nhà nha. Bây giờ mình nhồi vô cái cà chua nha. Đó, cái cà chua mình cũng khoét rồi nha. Bây giờ mình cho nó vô cái muỗng bé bé rồi. Mình cho nó bằng mặt luôn nha. Nhồi không hết thì lát mình vò viên, bỏ viên ngoài luôn, khỏi có bỏ vô chất cà. Nghe bây giờ mình vớt bọt đi nha. Bây giờ mình nêm vô nè. Một muỗng cà phê muối nè. Một muỗng rưỡi cà phê muối nè. Hai muỗng bột ngọt. Hai muỗng bột ngọt. Hai muỗng đường phèn. Bây giờ bắt đầu mình rang gạo. Đây thắt lát mình nhồi xong rồi đây. Đó, hấp dẫn không cả nhà. Chút xíu mình lên chiên nha. Bây giờ mình rang gạo. Mình nấu một chén rưỡi gạo nha. Mình cho hai củ hành tím đập dập vô nha. Cho nó thơm. Một muỗng canh mỡ nè. Bây giờ mình rang gạo nè. Mình chiên cà chua luôn nè. Vớt tép mỡ ra. Cho mỡ vô luôn nha. Thêm mỡ vô chiên cà. Cho cà chua vô mình chiên nè. Hấp dẫn luôn. Quá hấp dẫn luôn. Cho gạo vô. Nóng lắm nha. Nóng lắm nha. Mình cho một bịch nước dừa vô nha. Đó, nước dừa tươi nha. Thôi cho nước sôi lên mình bỏ cà chua vô. Hai muỗng canh nước mắm. Một muỗng canh cà chua có tương ớt. Hai muỗng đường phèn. Một. Hai. Hai muỗng bột ngọt. Một. Hai. Cà chua. Thắt lát. Nhồi cà chua rất là ngon nha. Cái này bây giờ mình chiên mình đổ mình kho luôn nha. Nó bị nhiều quá. Đó. Nó bị nhiều luôn. Tới công chuyện luôn, một chảo luôn. Đó. Tới công chuyện luôn. Một chảo luôn cả nhà ơi. Thắt lát ôm cà chua luôn. Cà chua ôm thắt lát luôn. Chế thì mấy nước dừa nó kho cho nó sắc lại tới thùng tiền luôn, một chảo luôn. Đây chiên cá cho xong này. Trứng cá luôn. Đầu cá lóc luôn. Cái da heo nó mềm, mình gấp da heo nha. Cái da heo trên trên đèn. Đảo thắt lát luôn. Cây tái luôn. Giờ mình nếm cho nó vừa ăn kia nha. Nếm cho nó vừa không nha. Mình cho vô hai muỗng nước mắm tỏi ớt nha. Một. Hai muỗng nước mắm tỏi ớt nha là ok đó. Đó.
mình cho thêm một muỗng tương ớt nữa đi, cho màu sắc cho nó rực rỡ tí nha. Một muỗng tương ớt nữa nè, cho nó có màu chút nha. Mình chiên và mình kho rất là ngon nha. Rồi xong rồi đó, cho tí tiêu vô nha. Hai muỗng tiêu vô. Xong, ok. Cho một ít hành lá vô nè. Ok, cho vài chiếc ớt vô cho nó đỏ nè. Giờ mình thành công chảo cá thác lát. Giờ mình nêm cái nha, chất lượng luôn. Cho chút xíu nước mắm vô là ok. Đây, dĩa cá lóc hấp dẫn luôn, trứng cá da heo. Đây, góc hành lá vô cho hấp dẫn luôn. Đây, nồi cháo đây. Xong, thành công nồi cháo thác lát luôn. Đây, mình đã thành công bữa ăn gia đình hôm nay. Đây, thác lát nhồi cà chua, cháo cá lóc nấu sườn heo, sườn heo giò heo. Đây, cái nồi thay cháo nè. Đó, giò heo đó. Đó, hấp dẫn chưa. Đây, cái đầu cá lóc siêu to, cá lóc giò heo, ăn kèm rau đắng, rau má, hành phi, hành ngò, nước mắm tỏi. Đó, chính là thành công bữa ăn hôm nay. Chính là chia sẻ món ăn đó, thác lát nhồi hôm qua. Ủa, thác lát nhồi cà chua, cá lóc, cháo cá lóc nấu sườn heo, giò heo, sườn non giò heo. Đó, xong, mình đã thành công bữa ăn gia đình hôm nay. Chính mời cả nhà ăn cháo cá lóc sườn non giò heo. Đây, cá lóc đây, cà chua thác lát nhồi cà chua, cháo ăn kèm rau đắng, rau má, hành phi, hành ngò. Bây giờ chín người cả nhà ăn cùng chín nha. Đó, giờ chín ăn miếng cháo rồi, sườn giò nè, qua xá luôn. Đó, giờ chín giò miếng hạt ngò vô nha, miếng hành phi, cái rau má. Đó, ăn cái tới thì miếng nước mắm tỏi nha. Cái lóc của này, cái lóc cực kỳ ngon luôn, thơm, thịt dai dẻo ngon ghê luôn, ăn y như cá rụng rồi đó, chấm 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 chấm, ngon, thấy không chịu ngon, rau má, miếng cà chua nha, thác lát nha, rất là dai. Đây, miếng tỏi. Tới một chiều, lát nó dài, ơi là dài. Miếng cháo luôn. Cả nhà thấy hôm nay mình nấu cháo ngon,
Thì cho mình xin một đăng ký, cái đăng ký bên phải, còn like thì bên tay trái, còn mình cũng về bên dưới. Chính cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Chính. Chúc cả nhà vui vẻ, sức khỏe. Bye bye.